Hồi ký Hồ Ngọc Bảo. Trích đoạn chương Hương thăm nuôi. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe. Tháng 3, 1982, một anh bạn trẻ tên Hùng, được gọi là Hùng Biên, vì từ Biên Hòa lên cho chúng tôi đất để làm rẫy cách chừng 10 cây số. Đó là đất của nông trường. Nhưng làm sao anh được quyền hưởng dụng thì tôi không rõ. Rừng vừa mới được khai phá, chỉ còn chồi, le và cỏ dại. Tôi một mình vác cuốc rửa vào dọn dẹp và dãy cỏ. Tôi nhìn lưỡi cuốc và thầm tính. Mỗi nhát cuốc mình chỉ dãy được chừng 2 tấc vuông cỏ là cùng. Thì phải bao nhiêu nhát mới có được đất để tỉa đậu và ngao ngán. Nhưng đói thì đầu gối phải bò thiệt. Và tôi một mình ngao ngán trong 5 ngày. Có khi em trai Ngọc Phương hoặc em gái Bích Chi vào phụ. Trời hay mưa, thành ra mất rất nhiều công. Tôi lựa những chỗ nào ít cỏ thì tôi dẫy, chỗ nào cỏ nhiều quá thì tôi tránh. Thành ra miếng đất của tôi vừa không tốt, kể cả cỏ cũng không mọc nổi, vừa méo mó. Được mấy dì dượng tôi cho là miếng đất chó gặm. Chắc cỡ hơn 1 sào tây. Khi hoàn thành thì luyện và tôi bấu lộ vợ tôi bỏ học. Vì thiếu kinh nghiệm nên lộ quá thưa, lá đậu không phủ được đất. Thành ra mùa đó dậy cỏ tới chết. Đến mùa chúng tôi thu được 45 kg đậu xanh. Một hôm tôi quá gian theo xe nông trường vào làm cỏ, vừa buông hàng lan trên đất ông bà già vợ cho. Đầu đội cái nón cời, trên xe chật chội chen chúc xô đẩy dữ lắm. Có một thanh niên tốt bụng liếc qua tôi một cái rồi la lên. Tụi bay chen lấn quá, chết ông già đây mới sao? Khi xong chuyện có lẽ anh có thời giờ ngó tôi kỹ hơn. Anh có vẻ hơi bản lẽn, nhưng tôi thì rất cảm động. Thời vô phèn mà trong thanh niên trai trẻ vẫn còn có người có lòng thanh. Tuy nhiên cái nón của tôi rách nát hơn cái nón của anh nhiều. Mấy cái tiếng bên dưới gãy hết, lá xảy xài. Đến chiều, lúc mặt trời còn chẳng con sao, tôi ra về. Ít ai ở ông quế dám về trễ, băng qua rừng cao su vào ban đêm, trừ phi đi từng đoàn vì sợ ma dẫn. Tôi nghe rất nhiều chuyện ma quái ở ông quế, thành ra cũng sợ. Hồi còn nhỏ, tôi đã nghi mình bị ma dẫn một lần, nhưng còn nhỏ quá không thể xác định được. Đến khi nghe chuyện cô Đào đã hiện ra báo tin cho vợ tôi ngày được thả ra khỏi trại tù Pleiku. Rồi khi tôi về đến nhà, nghe nào mẹ vợ kể đã chính mình mắt thấy nhiều lần, tôi lại càng tò mò thêm. Một lần Hương lên thăm nuôi, tôi thấy nơi ngón tay của Hương có một cái khâu cỡ 5 phân. Tôi hỏi vợ tôi tiền ở đâu mà mua, vợ tôi nói trúng số đề. Tôi nghe thấy rồi thôi, lại nói sơ về công trình thăm nuôi của Hương. Trước tiên là cái khâu sưu tầm lương thực, thực phẩm. Hương cứ nói với mẹ tôi, phải gửi chút ít thức ăn cho ảnh, để ảnh có gì ảnh ăn. Thường là nửa ký cá khô, nửa ký mắm ruốc, một keo chao, nửa keo chao bơ trù màu vàng vàng. Có khi được một bình tương nhỏ, có khi có chai nước mắm, nửa ký đường. Bột củ mì nướng, được một lần ít lớ trộn đường, tức là bắp rang giả thành bột. Có khi có khoai lang trụng, trung bình cỡ 4-5 tháng một lần. Tuy rất ít, nhưng tôi biết đó là một cố gắng vượt quá sức con người bình thường. Đâu có tiền đâu mà mua. Đây là lời mẹ tôi, mẹ chồng thuật lại cho tôi về nàng dâu. Con Hương nó được lắm. Nó lãnh được tí lương thực, thực phẩm gì á thì nó cho mỗi đứa con một ít. Rồi còn lại là nó bỏ vào bao ni lông nó may lại. Nó để dành đó để đó đi thăm nuôi con. Mẹ tôi nói tiếp. Chiều nào nó cũng đi làm về là cũng có thứ quà gì đó mang về cho hai con nó hết. Khi thì 2 bịch chè, khi thì vài trái chuối, khi thì miếng mít. Có một lần nó đã gom góp được một ít. Tất cả đều cất kỹ vào một cái thùng gỗ. Chuỗi tro bị trộm vào trinh mất. Lần đó 9 tháng tôi mới được thăm nuôi, trùng hợp với thời điểm ông Chí Minh và ông Duẩn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.
khẩu phần từ 6 lạng tiến lên thành 5 lạng. Bỏ bữa ăn sáng, sáng Chủ nhật, Nô Chí Minh, Lê Duẩn mờ mắt luôn. Đó là lời mẹ chồng nói về nàng dâu đấy. Và em gái Út thì nói, nếu anh bảo mà không bảo lãnh chị Hương thì em từ ảnh luôn. Vợ tôi lại kể, cứ mỗi chiều em đi làm về, khi hai đứa nó thấy mặt là nó chạy u ra nó mừng. Em biết nó chạy u ra không phải vì mừng mẹ về, mà nó chạy ra nó mở cái thùng nó coi thử xem em có mua gì cho chúng nó không. Hương đang phải nuôi hai con và đang đói. Khi chị vừa 21 tuổi, Hương sinh năm 1955. Hương mới chỉ có 26 tuổi khi tôi ở tù về. Chưa hết cái trần ai dai nạn đâu, còn phải kiếm tiền đi đường nữa. Vì người dân thời Nguyễn Tất Thành, Tự Quốc và Lê Duẩn cũng hạnh phúc kiểu bỏ xích, như chúng tôi ở trong tù vậy. Cho nên ai cũng phải túi không cho nhẹ, bọc tiền nặng quá lỡ té ngã dậy không nổi làm sao bảo đảm ngày công. Hao hụt sản lượng thì lấy tiền đâu cho ông Cung và ông Duẩn trả nợ. Thành thử khi cần tiền để đi, vợ tôi phải đi làm thuê cho nùng vài ngày Chủ nhật, kiếm tiền xe pháo. Người no đầy thỏa mãn hạnh phúc chủ nghĩa cộng sản thì đầy dẫy, mà cái lối thuê của người nùng cũng ác lắm. Họ không thuê dài hạn. Mỗi sáng họ thuê người đến sớm nhất, người làm thuê sẽ có một ngày dài lê thê làm việc bên cạnh họ. Mà người nùng họ đều to con và khỏe. Nhưng tôi lại gặp một cái họa rất vô tội. Khi còn bị giam 2 tháng tại Pleiku, một cái xứ mà một hột muối quý hơn hột kim cương. Ai cũng mơ màng đến muối suốt ngày. Hương thì ngoài việc phải nuôi mình còn phải nuôi cái bào thai. Cái khát muối nó ám ảnh Hương đến mức Hương không còn nghĩ đến điều gì khác nổi. Trong thư tôi chỉ nhắn Hương đừng tốn tiền gửi cá mắm nữa. Chỉ cần gửi thêm khoai lang khoai mì cho tôi. Vì Hồ Chí Duẩn nuôi tôi quá no kiểu bỏ xích cộng sản chủ nghĩa. Nhưng trong 5 năm Hương chưa bao giờ làm điều này. Cứ gửi cá mắm cho tôi. Mãi đến năm 2018, tôi mới hỏi dò Hương tại sao không gửi khoai mì khoai lang cho anh no chút. Hương nói, gửi làm gì mấy thứ đó vô chỗ đó. Khi tôi về, tôi nói chuyện với mấy bà dì là trong tù tôi thèm lang mì thì bà nào cũng ngạc nhiên. Sao nó không nói? Đó là đức tính tự trọng của Hương. Nếu dễ dãi thì trong đoạn kỳ tôi có thể no hơn chút chút. Nhưng chắc khi tôi về thì vợ cũng không còn. Thà đói chút còn hơn mất vợ. Mỗi khi tôi gửi đồ cho cha tôi phải vác bị đi một vòng quơ cào người chút ít. Nhắc lại khi đi từ rẫy ông bà già vợ về, tôi ngang qua rẫy đậu. Tôi biết bắp tôi tỉa sen kẻ đã đủ già. Tôi do dự, trời đã về chiều, chim lác đác đang bay về tổ. Nếu vô đó hái bắp thì chắc chết quá vì trời sẽ tối. Nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà không có gì ăn thêm ngoài khoai mì với muối. Nếu tôi mang được vài chục bắp tươi về thì chắc vợ và các con sẽ mừng lắm. Đành liều mạng. Tôi liều tấp vô rẫy, quơ vội vài chục. Khi xong việc thì mặt trời đã lặn. Giờ này mọi người đều đã trốn ma hết ở trong nhà rồi, đừng vắng hoe. Tôi vội rảo bước, không dám nhìn hai bên đường, sợ rủi thấy cái gì chăng. Thỉnh thoảng tôi lại phải trân gân một cái để thêm can đảm. Được một lúc tôi thấy hai khúc sáng sáng từ rất xa, đang nhuyễn nhuyễn về hướng tôi. Tôi cũng mới nghe bà con kể, một chủ xe ở ông Quế sáng sớm chạy xe ra Long Khánh. Trên đường ông đón một anh bộ đội, đi sớm một mình cũng hơi sợ. Nên khi có được người đồng hành thì ông mừng lắm bèn tâm sự. Có nhiều người đi sớm ra khúc đường này, họ thấy nhiều ma không có đầu, mau me tùm lum đi qua đi lại ở đây đón xe, dễ sợ thiệt. Cô anh bên cạnh tôi cũng mừng. Anh bộ đội nói, ê, ngó sang coi thử tôi là ai đây. Người chủ xe bèn quay sang nhìn, cái đầu của anh bộ đội bây giờ biến mất, chỉ còn cái cổ đỏ hỏn. Ông này, ông nọ toàn ten ngọ nguậy, đầy những máu. Biết đâu đây lại là một anh bộ đội khác. Tôi nổi gai ốc khắp người. Đồng điền, ông Quế thuở trước là của bọn thực dân Pháp. Bọn ngoại nhân thối ruột tanh lòng, chúng đâu có coi mạng người Việt Nam mình ra gì.
đâu có thương ai. Rồi tiếp đến là cái họa con bọ xích tiền phong Hồ Chí Duẩn, xương máu người Việt Nam mình đổ ra đó nhiều lắm. Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng chung sức chung lòng, thờ mau chủ tịch thờ Stalin bất diệt. Để đem mùi cộng sản truy rét cùng khắp, để cho nước Việt Nam kiệt quệ, để cho tàu nó chiếm dần biển Đông mà đất dám làm cái gì hết, chỉ còn có mỗi cái vẻ trách môi răng bành vững và méo miệng cười trừ. Trước không có ai, sau không có ai, trái phải không có ai, chỉ có mình tôi với bóng đêm. Rừng cao su và đồng không mong quạnh, lấu nhố. Tôi nghe như có tiếng ma trên than khắp chung quanh. Muôn ma hơi sợ soạn dắt nhau đi. Tôi đã nghe về ma quá nhiều rồi và có chuyện có cơ sở để mà hoàn toàn không tin chuyện ma quái. Như chuyện nhà mẹ vợ tôi được ma cho số đề sau đây. Nhà mẹ vợ tôi cũng như nhà mọi người dân kinh tế mới khác, ở dưới một cái thung lũng, mà nhà cha mẹ vợ tôi lại ở cuối làng. Ngày ban ngày mà nhìn cái làng đó tôi đã thấy rầu lắm. Nhà cửa sắt sơ, cỏ dại mọc tràn lan ven đường, ven hàng rào. Là làng sống, nhưng nó không khác gì một cái làng nghèo đã bị bỏ hoang phế. Ban đêm, mà nhất là vào mùa mưa, thì nó không khác gì một bãi tha ma, quê hương của người âm. Em vợ tôi, Kim Chi, ngủ ở cái trái sau sát triền đồi, cách chừng ít thước là một cây ổi, dưới chân nó có một gò đất nhỏ nhô lên. Em đương mơ màng thì em thấy hình như có ai đó nắm chân em giật giật, bàn tay lạnh ngắt. Mở mắt ra em thấy một bà mặc toàn đồ trắng, mái tóc cũng bạc trắng, da mặt nhăn nheo trắng như vôi, đừng đứng ở đuôi giường nhìn em. Em sợ quá vội nhắm mắt, kéo mền đắp kín mít. Nhưng cái bàn tay lạnh ngắt đó lại nắm bàn chân em lay lay rồi nói, nè, đừng có sợ, ta cho mi con số đề ni. Khi trúng rồi thì mi chỉ cần mua ít tiền giấy đốt trên mã cho ta là được. Mã ta chỗ gò đất nơi gốc ổi đó, nhớ mua số 31 của đài Đồng Nai, mua số đầu thôi. Nói xong bà biến mất. Hôm sau em thuật lại cho cả nhà nghe. Câu này khi còn nhỏ có khi cũng khá lém lỉnh, cho nên cả nhà lúc đầu không ai tin, khiến cô phải thề thốt đủ điều. Khi cả nhà thấy có vẻ tin được, bèn nghĩ cách kiếm tiền. Hương kể, em bèn đem ít ký gạo ra chợ Long Khánh bán. Đó là một hành vi liều lĩnh. Vợ tôi ăn uống rất có căn bản, cuối tháng khi nào cũng còn ít ký gạo gối đầu, không khi nào phải thiếu hụt. Hương nói, em không khi nào dám ăn no. Em trai tôi, Ngọc Luyện không tin, khiến em vợ phải giấu chồng mua có 5 đồng. Vợ tôi cùng với em vợ, Bảo Hùng, đi bộ ra Long Khánh. Mấy đồng dùng để mua khăn quàng đỏ cho Nam Phương vì cháu sắp đi học và cái khăn quàng đỏ. Cây khăn đó cũng dùng để thắt cổ cháu cho cháu bớt ăn. Nghĩ bọn này cũng thông minh thiệt, biết là dân đói quá, nhưng dân đói thì không sao. Thằng nào dám kêu la, nhưng các cháu bé thì khác. Các cháu đói thì các cháu đòi ăn, mà đâu có gì để ăn. Thì các cháu khóc van cả nước, thì làm thế nào cấp cao liên hoan êm ả được? Ông Chí Minh và Lê Duẩn bèn nghĩ ra cái khăn quàng đỏ. Còn lại mua 10 đồng số đề. Khi mua số, cả nhà chỉ mua số đầu, khiến người chủ đề ngạc nhiên. Hùng được cử đến nhà người có radio để nghe. Sau giờ sổ, em chạy về nhà, mặt mũi tái ngắt, thở hồng hộc mà nói không ra lời. Trúng! Vợ tôi trở thành trăm phú, nữ đại gia cộng sản chủ nghĩa. Tôi cũng tò mò về, ma rất nhiều nhưng không biết làm sao. Những chuyện lung linh, mờ ảo như vậy mà mình không thấy thì không thể kết luận gì được. Đôi khi tôi cũng ước mơ được thấy ma chứ không phải không. Để rồi từ đó suy nghĩ thêm về kiếp nhân sinh. Tuy cũng ưa được thấy một lần cho chắc chắn là có ma, rồi hình hài của ma ra sao. Nhưng tôi hay nói thầm với ma như thế này. Có muốn cho tôi thấy thì cho tôi thấy hiền hiền thôi, nhất là dưới dạng một cô gái trẻ đẹp, như kiểu chân dài, tài tử điện ảnh,
Hoa hậu thì càng tốt chứ đừng có dọa tôi. Nhưng ma hoa khôi, ma tài tử thì chắc là hiếm. Và ai cũng muốn bắt nên tôi chưa được may mắn. Cho nên tôi cũng chẳng nói gì được về thế giới sau khi chết. Đầu đội trời chân đạp đất mà để thiên hạ nói trạng rồi xỏ mũi dắt thì không ra thể thống gì. Tôi khoái ông Trần Thuyên là vì lẽ ông hơn người, thầy Tăng đã chết đâu mà biết sự chết, chứ không phải ai dạy sau thì tin vậy. Hai khúc sang sáng cứ trường trường đến gần hơn, tôi không biết làm sao, đứng lại cũng không được, đi tới cũng sợ. Chẳng lẽ trốn, mà trốn thì trốn đi đâu, mà ai lại trốn ma bao giờ? Tôi phải làm gân đi tới và lờ mờ nhận thấy có cả phần trên nữa, và thấy cả đầu mặt, không trắng chợt, khóe miệng cũng không có máu, dần dần thấy cả bàn chân đi chấm đất, chứ không phải lơ lửng như tôi vẫn thường nghe mô tả. Mẹ cha ông đi đâu giờ này làm tôi sợ thế ông? Ông dọa tôi dọa ông. Hai đàn cùng cười rất là hòa giải hòa hợp dân tộc. Nhìn vợ con vui mừng với vài chục bắp tôi mang về tiêu tích lột bỏ. Bếp núc, cái thì luộc, cái thì nướng. Mọi nỗi nhọc nhằn, sợ hãi tan biến. Trong suốt thời gian sau Tết chúng tôi không có được nguồn sống nào. Mùa buôn bán nông sản ngắn lắm. Khi đã thu mua hết hoa lợi của nông dân trong mùa đó là xong. Tôi thấy cái đói nhưng không biết làm cách gì hơn. Quyết định sa thải cả nhà còn chưa ráo mực. Cũng may, cỡ sau Tết tôi dắt vợ con lên nhà mẹ chơi. Mẹ tôi vào buồng sau lục lọi hồi lâu rồi đem ra một cục giấy bằng cổ tay. Mẹ tôi lục dần ra cũng phải lâu lắm. Cuối cùng thì tôi cũng khám phá được đó là cái gì. Đó là một cái khâu còn lại từ lượng vàng của ông Đinh Rối. Sau 5 năm tiện tặng còn lại được bấy nhiêu đó. Và mẹ tôi đưa cái kho tàng đó cho tôi. Chúng tôi dùng số tiền đó cho vợ tôi đi buôn cá. Cứ 3 giờ sáng là thức dậy, na cái bụng chữa theo xe đò xuống Bà Rịa. Lấy cá về bán ở chợ ông Quế, cá trích. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì hết vốn vì hai lý do. Thứ nhất, cái cân của chúng tôi nó thật thà quá. Một ký chúng tôi bán là khoảng 40 con. Tôi ra chợ Long Khánh mua một ký có 27 con cỡ tương đương. Thứ hai là công nhân họ mua cá thì họ ký sổ. Mà họ trả không ra gì đành phải ngưng. Chúng tôi vơ vét này kia nọ khác. Cả đám mì trong vườn và cả nhà phải sống lây lất bằng cái đó. Mì chúng tôi nhổ lên chặt ra từng khúc cỡ một phân phơi khô. Đến bữa tôi lấy một ít giã ra thành bột. Vợ tôi cho nước vào nhồi rồi viên thành từng miếng nhỏ bỏ chảo nướng. Đây là một món thăm nuôi thường xuyên của tôi khi tôi còn ở tù. Nướng chín được cái nào, chồng vợ lớn bé đều ngồi quanh cái bếp, chia nhau ăn cái nấy. Rồi đến khoai mì trong vườn cũng hết. Vợ chồng chúng tôi sáng đi rẫy mà biết rằng tối về không biết ăn gì. Các con ăn gì? Vợ chồng lết thết đội mưa dậy cỏ, lết thết mấy cây số về nhà. Đường đất đỏ mùa, mưa trơn như mỡ, tối om. Hai vợ chồng ướt như chuột lột. Chúng tôi có mang xe đạp theo, nhưng đường vào rẫy thì toàn là xuống dốc, nên vợ chồng đèo nhau được. Nhưng đường về thì ngược lại, không thể đạp nổi. Hệ trắng là bánh xe bị trượt tẻ. Hai vợ chồng đành dắt bộ, mà vợ tôi thì đi chậm quá. Tôi bèn bảo Hương ngồi lên xe, tôi đi bộ đẩy về cho nhanh. Có một vài cô thấy thế thì kính đáo cười. Kìa trong mà xem, mấy mấy cô trong mình mà cười. Không còn gì khác, tôi bèn đội mưa đào cây khoai mì hàng rào cuối cùng. Già đã mấy năm, cụ to bằng bắp đùi. Bèn bào ra rồi khuấy lên như hồ. Vợ chồng con cái húp sùm sụp. Tôi thì quen rồi, quen với bác và chú. Khoai mì chống Mỹ bán nước. Kiểu này nhiều rồi. Vợ tôi tuy đói nhưng không ăn được. Húp vô là nôn ra. Nhìn con húp mà tôi thấy đau khổ quá. Bèn hỏi đùa con trai Quốc Trị 6 tuổi. Quốc Trị con ăn có ngon không con? Quốc Trị trả lời hẳn chằng. Dạ, ngon ba. Mấy hôm sau, mẹ tôi sang nhà kể. Mẹ hỏi Quốc Trị hồi tối con ăn gì? Nó nói con ăn cháo khoai mì.
Mẹ hỏi nó con ăn có ngon không? Nó nói con nghe nó đắng ngắt à. Cơm không no mà nói chuyện thiên đường. Áo không ấm mà xiểm dèm địa ngục. Ai dám bảo thế này là hạnh phúc? Hãy trả tôi về địa ngục những ngày xưa. Thơ Phan Tấn Hải trong tập thơ Ở một nơi gọi là Việt Nam. Tôi chỉ biết cười và thầm nhủ, đời đời nhớ ơn Nguyễn Tất Thành và Lê Duẩn, và lẩm nhẩm câu hát của Trịnh Công Sơn. Mẹ ngồi tru con đông đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn con đi, nghe thân mình buồn, giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con vào trần tủi nhục chung thân. Câu hát này tôi đã phải lặp đi lặp lại nó nhiều lần lắm. Đây là nhạc sĩ Trần Tiến luận về ông Chí Minh và ông Lê Duẩn. Có một nàng tiểu thư con quan sống giàu sang đời sung sướng vô vàn. Cô suốt đời soi gương tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương. Cô không buồn thì chết mất. Rồi tôi lại nghĩ, con mình chỉ mới chịu đựng ông Hồ Chí Minh và ông Duẩn có mấy năm mà mình đau khổ như thế này thì không hiểu cha mẹ của những cháu bé ngoài miền Bắc. Dĩ nhiên tôi chỉ nói đến con cháu của thứ không đảng. Họ đau khổ đến mức nào nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy nhân dân bây giờ có ăn trộm ăn cắp gì thì tôi cũng thấy không có gì đáng trách lắm. Thôi kệ họ, họ đã bị Nguyễn Tất Thành và Lê Duẩn hành hạ quá lâu. Như con gái Nam Phương của tôi nói, thấy ai cũng vậy. Họ đã sống với hai ông đó trên 20 năm rồi. Rồi còn bao lâu nữa? Bao giờ cái đám đó họ mới ôm nhau đi chầu cụ mát đây? Có điều tôi thấy làm buồn. Con đảng thì lại làm đảng. Con đảng cháu. Con ông to bà to thì đảng to. Con ông bé bà bé thì được bác đảng chiếu cố. Cho cái chân coi sóc cái cầu tiêu công cộng ở bến xe buýt trước chợ Bến Thành. Chắc cô đó cũng thấy mình hạnh phúc lắm. So với cái nhà vệ sinh tập thể ngoài miền Bắc của bác và của chú Duẩn. Cho nên tôi thấy ngày nào khói hương cũng nghi ngút nơi đó. Hương cho một mùi vị rất đặc biệt vì nó được tạo ra bằng thứ đó khu. Chúng tôi không còn cái gì để ăn nữa, không còn cái gì để làm nữa. Sáng hôm sau vợ chồng con gái thức dậy không biết làm gì đành an nhiên tự tại nằm trên giường nói chuyện chơi. Một cách rất ung dung thoải mái, tôi đã tận nhân lực rồi, làm gì nữa bây giờ? Tuyệt nhiên không ai đã động đến chuyện ăn uống cho bữa tới. Chừng trưa trưa thì mẹ tôi chạy qua, bà thấy cả đám nằm hết trên giường thì bà hỏi lớn. Sao lại nằm hết trên giường vậy bây? Chúng tôi chưa kịp trả lời thì bà đi xuống bếp lục lọi. Một lát bà nói lớn. Sao không còn cái gì hết vậy bây? Bà trở về nhà và mang lên trong cái rổ cho chúng tôi khoảng 3 kg gạo. Vợ chồng con cái bèn hầu hởi vùng dậy nấu cơm. Hăng hái như nhân dân anh hùng Chí Minh Lê Duẩn, giết đồng bào bán nước cho tạo. Tin này lan nhanh ra bà con và em trai tôi Ngọc Luyện, em dâu Ngọc Thu cũng mang cho mấy ký gạo, dì bốn dì bảy cũng mang cho người ít. Ông bà Vĩnh Hân, họ hàng bên phía vợ cũng mang qua cho mấy ký, một cái quần tây và một trái mướp. Ông ngoại lén lấy thêm của dì Dượng bốn cho thêm mấy ký, vậy là trời chưa cho chúng tôi đường cùng. Cũng may, gần ngày mùa, tôi đi làm thuê cho những gia đình họ thu hoạch. Tôi đập lúa thuê 2 ngày, họ trả được 2 dạ lúa, vừa trả vừa cho. Sau 2 ngày đó, tôi bị bệnh phải nghỉ, hết bệnh lại đi hái đậu thuê. Cái vụ này rất đau lưng. Tôi bị bệnh một phần cũng do tình thương của em trai và em dâu Ngọc Luyện, Ngọc Thu mà ra. Sau là Luyện mới sinh vào làm công nhân cạo trở lại và được lãnh thịt heo, nên rượu tôi ăn. Tôi ăn chay lâu ngày, nay bụng gặp phải của lạ, tôi bị thương thực. Khi đậu chúng tôi tới lúa, hai vợ chồng và hai con hái đậu của mình được 60 ký. Chúng tôi bán nó làm vốn đi buôn. Chúng tôi vừa buôn bán vừa đòi tiền nợ cho đến tháng 10 năm 1980, thì vợ tôi sinh thêm một cháu gái, đặt tên là Đông Phương. Nhưng vì cháu khóc dữ quá và tiếng khóc rất chua chát, nên bà nội cháu gọi là quả, và trong gia đình vẫn gọi cháu là quả cho đến ngày nay. Chúng tôi phải vay của bà Hồng 400 đồng, cho vợ tôi ăn đẻ, sau 1 năm trở thành 500 đồng.
cô mụ vườn lấy 50 đồng. Sau này, khi chúng tôi đã ra Nguyễn Tất Thành, Tự Chí Minh và Lê Duẩn, và tôi đã tháo cái khăn quàng đỏ khỏi cổ các cháu, tôi bèn hỏi dò các con xem có đứa nào nhớ việc gì đã xảy ra sáng hôm đó. Thì các con đều trả lời không biết, không nhớ. Và tôi lại hỏi thêm là hồi đó có thấy khổ không? Thì con gái lớn, Nam Phương nói là không thấy, vì thấy ai cũng vậy. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, tôi cũng có tâm trạng như thế. Có biết ai sướng làm sao đâu mà biết mình khổ, tôi chưa hề trách ai. Âu, ai cũng như vậy, đó cũng là niềm an ủi lớn cho tôi. Nhờ hồng ân của Nguyễn Tất Thành, Tự Chí Minh và Lê Duẩn, các cháu của nhân dân đều đối rách như nhau, để chú bác hè nhau giết giết nữa. Và ký công hàm bán nước 1958. Có một bận tôi không nhớ được là do đâu. Tôi có một quả trứng. Tôi đang phân vân không biết làm sao đây. Cũng may, một đứa thích lòng đỏ, một đứa thích lòng trắng. Mẹ đói, cái bào thai dành chất dinh dưỡng với mẹ, nhưng mẹ có đâu. Đành vật vả chịu đựng mà ai đâu có hay. Một hôm trên đường đi làm tôi lượm được 1 đồng, tôi đưa cho Hương. Hương mua 1 miếng mít, Hương ăn xong vài muối, Hương mới thổ lộ. Bây giờ em mới thấy đỡ. Những ngày trước em thèm mít như chưa bao giờ em thèm như vậy. Mít cứ lẩn vẩn trong đầu em cả ngày lẫn đêm. Lúc đó tôi mới biết, nhờ đó tôi mới hiểu được tại sao có bà lại cứ cào đất trên tường vôi mà ăn. Lấy chồng hờ hững cũng như không. Trong cảnh đối trách này, tôi muốn nhắc đến nụ cười của một nông dân không quen biết. Khi mùa thu hoạch bắp đến thì nông trường ông Quế cũng mở trạm thu mua, nhưng giá rẻ. Thành ra nông dân làm biếng, không muốn đẩy bắp lên dốc núi nặng nhọc để bán. Chúng tôi bèn đi thu mua và thồ lên trạm bán, lấy công làm lời. Mẹ tôi, em trai Ngọc Phương, em gái Bích Chi đều tham gia phụ tôi. Hai em Ngọc Phương, Bích Chi sau này khi chúng tôi là dân cạo ở Bình Lộc, hai em cũng lên giúp anh chị làm công việc nặng nề nhất là quật chồi, mỗi em 1 tuần. Riêng em Bích Chi thì những ngày mẹ tôi bị bán thân bất tội, em phải chăm sóc cho mẹ tôi. Mọi việc lúc ban ngày, ban tối thì em kiều oanh lo. Lời phân thì không bao nhiêu, chị trông mong vào số ký dôi ra. Hôm đó chúng tôi cũng đến một nhà chưa hề quen biết. Khi chúng tôi cân bắp của ông, việc của vợ tôi, ông không để chúng tôi cân. Ông giành lấy cái cân và ông cân. Chúng tôi đều nghĩ, kiểu này thì tiêu đời rồi. Ông cân thì làm sao có dôi ra được. Chuyện không ai ngờ xảy đến. Ông cân thiệt giác như chưa bao giờ chính chúng tôi có thể làm được. Thuận mua vừa bán, một kiểu cân như cho thêm. Ông cười với chúng tôi, nụ cười rất nhân hậu nói, ai cũng chỉ nhờ vào cái này. Tôi cũng chưa bao giờ biết tên ông, để có được lượng bắp khô cân vác đó. Mồ hôi nước mắt đổ vào đó không phải ít, bình an dưới thế cho người lòng thanh.